Cho đến trước khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra, U23 Malaysia vẫn đang đứng đầu bảng B và có cơ hội rất lớn để không gặp U23 Việt Nam tại bán kết. Thế nhưng họ đã đánh rơi điểm số đầy đáng tiếc trước Campuchia và giờ là lúc thầy trò huấn luyện viên Mark Loney sẽ phải đối mặt với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Malaysia có gì đáng chú ý ở thế hệ cầu thủ này? Họ sẽ tấn công và phòng ngự như thế nào trước U23 Việt Nam? Và đâu là điểm yếu để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể khai thác? Đây là Tactical Tips, nơi chúng ta sẽ nghiên cứu về đối thủ sắp tới của binh đoàn Rồng Vàng tại bán kết của SEA Games. Tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á, giải đấu mà U23 Việt Nam đã đăng quang, U23 Malaysia thậm chí bị loại từ vòng bảng bởi đối thủ Lào. Đó là giải đấu mà huấn luyện viên Mark Loney cũng dẫn dắt đội tuyển này, nhưng quả thực trong tay ông không có những cầu thủ tốt nhất vì Covid. Tuy nhiên, đến với SEA Games năm nay, ông có được thêm những sự bổ sung đáng chú ý. Điều đó giúp lối đá của U23 Malaysia trở nên sáng tạo hơn và chắc chắn hơn. Nhưng đội bóng này vẫn bộc lộ khá nhiều điểm yếu, đặc biệt là sau khi bị nhà vua mới của Đông Nam Á buộc phải chia điểm. Tất nhiên là nhà vua trong ngoặc kép thôi. Đối đầu với U23 Việt Nam sẽ là một U23 Malaysia cực kỳ mạnh mẽ trong khả năng tấn công ở hành lang cánh. Có thể thấy được rằng mãnh hổ khi có bóng sẽ triển khai thế trận với sơ đồ 3-4-3 để có thể phát huy được ý đồ của huấn luyện viên. Không khó để nhận ra hướng tấn công chủ yếu của thầy trò huấn luyện viên Brad McLaughlin là phải tập trung vào hành lang cánh phải. Đây là nơi có sự hiện diện của hậu vệ cánh Quentin Chang cùng một cái tên có tốc độ rất tốt, đó là tiền đạo mang áo số 11 Syafiq Ismail. Đây là khu vực mà hai cầu thủ tấn công của Malaysia sẽ phối hợp với nhau bằng những tình huống chồng biên để sộc thẳng vào khu vực vòng cấm địa của đối phương. Khu vực hành lang trong sẽ là phạm vi hoạt động chủ yếu của cả Quentin Chang lẫn Syafiq Ismail. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tốc độ tốt của mình, số 11 bên phía đội tuyển Malaysia luôn sẵn sàng tận dụng khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương để đột phá vào khu vực 16m50. Sơ đồ 3-4-3 chính là tiền đề quan trọng để Malaysia có thể triển khai tấn công ở hành lang cánh. Bên cạnh khả năng phối hợp giữa hai cầu thủ thi đấu ở cánh phải, trung phong Hadi Fayyad của Malaysia luôn sẵn sàng xuất hiện để tạo thành một tam giác phối hợp ở khu vực này. Việc có thêm sự phối hợp của số 9 bên phía Malaysia cho những tình huống phối hợp 3 người sẽ là thời điểm mà những khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương xuất hiện. Đó cũng sẽ là lúc mà Ismail có cơ hội đưa bóng xuống khu vực đáy biên và có những sự lựa chọn để tạo ra sự nhiễu loạn cho hàng thủ đối phương. Lợi thế về mặt thể hình của trung phong Hadi Fayyad cũng giúp cho cầu thủ này có lợi thế trong những tình huống che chắn và làm tường. Đó sẽ là thời cơ cho cả hai biên của Malaysia thoát xuống, cùng với đó là cơ hội dứt điểm bằng những cú sút xa ở ngoài khu vực 16m50. Ngoài ra, huấn luyện viên Brad McLaughlin cũng luôn yêu cầu các học trò phải duy trì được sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Khả năng vây giáp và pressing tầm cao của U23 Malaysia luôn mang lại không ít những khó khăn cho hàng phòng ngự của đối phương. Luôn có tới ít nhất hai cầu thủ sẵn sàng ập vào gây sức ép với hàng phòng ngự của những đối thủ khi đối đầu với Malaysia. Và khi đoạt được bóng, mãnh hổ ngay lập tức sẽ thiết lập nên một tam giác phối hợp để có thể tiếp cận được vòng cấm bằng những tình huống ban bật cũng như xuống biển. Mặt khác, khi phòng ngự thì gần như ngay lập tức khối đội hình của Malaysia sẽ di chuyển linh hoạt để chuyển về sơ đồ 5-3-2. Điều này giúp cho đoàn quân của ông thầy người Úc có được lợi thế về mặt quân số khi phòng ngự và có thể bịt kín những khoảng trống giữa trung vệ cùng hậu vệ biên. Tuy nhiên, lợi thế về mặt quân số không phải lúc nào cũng có thể mang lại ưu thế trong những tình huống phòng ngự của mãnh hổ. Những trung vệ của Malaysia thường không được đánh giá quá cao ở khả năng tranh chấp tay đôi với đối phương. Chúng ta đã có thể thấy được rằng hàng phòng ngự này khốn khổ ra sao khi phải đối mặt với hàng công đầy kỹ thuật của U23 Thái Lan trước đó. Ngoài ra, việc sử dụng 3-4-3 cũng có thể dẫn đến hệ quả là việc hai hành lang biên của Malaysia thường sẽ thiếu đi những nhân sự cần thiết để phòng ngự. Khi dâng lên quá cao để hỗ trợ cho khả năng tấn công, sẽ không dễ dàng để hậu vệ cánh của Malaysia có thể lùi về nhanh chóng và hỗ trợ cho khả năng chống phản công. Do đó, những tình huống tấn công xẻ nách vào hay hành lang biên cũng sẽ là một phương án tấn công có thể mang tới rất nhiều rủi ro cho hàng phòng ngự của mãnh hổ. Đến với SEA Games năm nay, U23 Malaysia quyết định không bổ sung các cầu thủ trên 23 tuổi. Thành phần của họ có 5 người từng thi đấu tại SEA Games 30 và bị loại từ vòng bảng. Huấn luyện viên Maloney đã có một chính sách khá rõ ràng. Ông muốn U23 Malaysia là một U23 đúng nghĩa, không cần sự dìu dắt của những người đàn anh. Sau những trận đấu tại vòng bảng, U23 Malaysia đã xuất hiện một vài gương mặt khá nổi bật, trong đó có Lukman Hakim, chân sút ghi bàn tốt nhất cho mãnh hổ tại giải đấu lần này. Công bằng mà nói, Malaysia không có được một lực lượng mạnh nhất khi đến với giải lần này. SEA Games là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA, nên các câu lạc bộ không có lý do gì để buộc phải nhả người. Điều đó khiến cho huấn luyện viên trưởng Brad Maloney bằng mọi cách đã phải tìm kiếm những gương mặt mới, thậm chí là giải pháp tạm thời cho giải lần này.
Lục tìm trong số 20 tuyển thủ mà những chú hổ đã triệu tập, chúng ta bắt được hai cái tên đáng chú ý là Hadi Fayyad và Lukman Hakim, những người đã tỏa sáng tính đến thời điểm này của SEA Games 31. Hãy để tôi nhắc bạn về Lukman Hakim, cầu thủ từng là hung thần của U23 Thái Lan tại vòng bảng. Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, tiền đạo người Malaysia nổi bật với những đường truyền xé toang hàng phòng ngự của bầy voi chiến. Một trong số đó đã dẫn đến tình huống Bin Basa thoát xuống, khiến cho Jonathan Khemdi chẳng còn cách nào khác phải phạm lỗi để nhận thẻ đỏ, tránh cho Thái Lan phải nhận một pha bóng đối mặt với thủ môn. Đó cũng là bước ngoặt của trận đấu này. Chơi thiếu người từ sớm, Thái Lan không cách nào để áp đặt lại trận đấu với người Mã. Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Lukman Hakim. Mỗi khi bóng tới chân cầu thủ này thì nó đều tiềm ẩn những nguy hiểm. Chưa dừng lại trận gặp Thái Lan, cuộc đối đầu quan trọng sau đó với U23 Lào tiếp tục được ghi dấu bởi Lukman, khi cầu thủ này thậm chí lập hẳn cú đúp bàn thắng vào lưới của đối thủ. Một bàn là tình huống thoát xuống pha bẫy việt vị để dứt điểm tinh tế, bàn còn lại là một pha chọn vị trí thông minh để đệm bóng cận thành. Tất cả đã khái quát về một mẫu tiền đạo đa năng mà Việt Nam cần phải dè chừng với khả năng đột phá, sự tinh tế trong xử lý và có tư duy chơi bóng sáng tạo. Quay trở lại trận gặp Thái Lan, Hadi Fayyad chính là cầu thủ đã được huấn luyện viên Maloney tung vào sân nhằm thay đổi tình thế, và quả thật anh đã lập tức phát huy được hiệu quả. Hadi Fayyad thuộc mẫu trung phong cắm điển hình, vị trí hoạt động của anh khác hẳn với Lukman, người thường xuyên di chuyển rộng và linh động trong từng tình huống. Fayyad lại là mẫu cầu thủ bám vào cấm và cực kỳ lợi hại trong bóng bổng. Việc sở hữu chiều cao vượt trội cùng khả năng di chuyển cắt mặt giúp anh luôn tỏ ra lấn lướt khi ở trên không. Nếu cần, Fayyad có thể làm tường để cung cấp những đường bóng sang hai biên, qua đó tận dụng phẩm chất kỹ thuật và tốc độ của các chân chạy cánh bên phía những chú hổ. Việt Nam sẽ cần thận trọng với hai nhân tố kể trên nói riêng và hàng công biến ảo của Malaysia nói chung. Về cơ bản, đối thủ của chúng ta sở hữu rất nhiều những cầu thủ có tốc độ và nền tảng thể lực tương đối tốt. Vì vậy, nhiệm vụ của hàng thủ sẽ cần phải khóa chặt những mũi nhọn luôn sẵn sàng chạy cắt mặt họ hoặc bất ngờ vượt lên từ phía đằng sau lưng. Trước khi bước vào bán kết, U23 Việt Nam của thầy Park đang gặp phải khá nhiều sự chỉ trích, một màn trình diễn dưới sự kỳ vọng, những sự bế tắc trong tấn công. Điều đó khiến cho nhiều cổ động viên lo ngại chúng ta sẽ tiếp tục gặp khó trong trận đấu với U23 Malaysia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có những bài vở nhất định để đối đầu với đối thủ, để hạn chế lối chơi từ U23 Malaysia và để ra sân là giành chiến thắng. Đầu tiên hãy nói về khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam. U23 Malaysia thường xuyên tấn công bên hành lang cánh phải với sự di chuyển cơ động của hậu vệ cánh và tiền đạo cánh. Đáng chú ý, cánh trái của U23 Việt Nam lại là nơi có nhiều sự biến động về mặt nhân sự. Ông Park luôn phiên sử dụng Phan Tuấn Tài và Lê Văn Xuân, hai cầu thủ mang hai màu sắc khác nhau. Phan Tuấn Tài thiên về khả năng phòng ngự, trong khi Lê Văn Xuân là một wingback thực thụ, có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Vấn đề là ông Park muốn chọn gì ở trận đấu sắp tới, muốn thiên về sự chắc chắn hay tìm ra một mũi xuyên phá mà thôi. Nhưng xét về vị thế và cách đá của U23 Việt Nam trong những trận đấu vừa qua, rất có thể ông sẽ chọn giải pháp tấn công. Đó cũng là cách hiệu quả để hạn chế tối đa khả năng dâng cao của hậu vệ biên bên phía U23 Malaysia. U23 Việt Nam tấn công rất nhiều bên phía cánh trái và thực tế đây là cánh có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Ở trận gặp U23 Indonesia, chúng ta đã có một pha phối hợp rất sắc nét bên hành lang cánh trái. Lê Văn Đô là người truyền xuống đáy biên trước khi Nhâm Mạnh Dũng căng ngang để tiến lên ghi bàn. Hay ở một tình huống khác diễn ra trong trận gặp U23 Myanmar, U23 Việt Nam có pha phối hợp đúng bài vở, xuống được dưới biên trái của đối thủ trước khi bóng được trả ngược dài cho Tuyến Hải. Ở tình huống này, Tiến Linh đã chủ động dạt ra biên, kéo theo hai cái bóng áo trắng và mở ra khoảng trống mênh mông cho Hoàng Đức. Đáng tiếc là cú đặt lòng của số 14 lại đi hơi cao so với khung thành của đối thủ. Đánh biên là phương án tiếp cận khung thành được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng rất nhiều. Ở đó, chúng ta có nhiều giải pháp như căng ngang, tạt cánh hay trả về Tuyến Hải. Nhưng hãy đặc biệt lưu ý khả năng của Tiến Linh, người nhận phải khá nhiều chỉ trích trong thời gian vừa qua là một trung phong cắm. Nhiệm vụ của chân sút đang khoác áo Bình Dương không chỉ là ghi bàn, anh còn phải thu hút đối thủ, tạo khoảng trống để mở ra những cơ hội. Một trong những tình huống Tiến Linh đã làm rất tốt nhiệm vụ này đến là bàn thắng của Hùng Dũng. Số 9 đã chủ động cắt mặt để đón đường truyền và kéo theo 3 cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương. Nó mở ra khoảng trống cực lớn cho Đỗ Hùng Dũng, để đội trưởng của chúng ta chẳng cần sút mạnh cũng đưa được bóng vào lưới. Sự cơ động của bộ đôi tiền đạo, khả năng hút người và dạt sang cánh của Nhâm Mạnh Dũng hoặc Tiến Linh sẽ đóng góp rất nhiều cho thế trận tấn công của chúng ta trước U23 Malaysia. Hàng phòng ngự 5 người của đối phương có thể bị kéo giãn vì những pha bóng chồng biên như vậy và mở ra cơ hội ghi bàn cực lớn. Đó chắc chắn sẽ là giải pháp tấn công chính của U23 Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Còn ở chiều ngược lại, thầy Park sẽ chỉ đạo các học trò răng bẫy đối phương thế nào. Đừng để thông số chưa thủng lưới bàn thua nào đánh lừa bạn. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, nhưng đôi khi chúng ta có những tình huống sơ hở chết người. Hãy nhìn tình huống này, một pha phối hợp đá phạt khá đơn giản của U23 Timor Leste
Thay vì chọn giải pháp sút thẳng, UEFA Timor Leste đưa ra miếng đánh không mới nhưng làm tê liệt hàng thủ của chúng ta. Văn Xuân là người mắc lỗi trong tình huống này. UEFA Việt Nam chỉ thoát thua nhờ quyết định có phần gây tranh cãi của trọng tài. Đó chỉ là một trong rất nhiều những ví dụ về sự mất tập trung nơi hàng thủ của UEFA Việt Nam. UEFA Malaysia không phải đội bóng có hàng công quá mạnh với nhiều bài vở, nhưng đôi khi chỉ một thoáng mất tập trung như vậy, UEFA Việt Nam sẽ phải trả cái giá cực đắt. UEFA Malaysia không muốn đụng độ với UEFA Việt Nam một chút nào, đó là điều người Mã đã nói từ khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Còn với chúng ta, UEFA Malaysia ít ra vẫn còn đỡ hơn là Thái Lan để cơ hội vào chung kết và bảo vệ huy chương vàng bất gập gành hơn một đoạn. Với những phân tích về đối thủ sắp tới, hy vọng bạn đã có cái nhìn cụ thể hơn về đối thủ sắp tới của UEFA Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tactical Tips và hẹn gặp lại vào lúc 18:30 ngày mai với The Locker Room.